Châu Âu bẽ mặt, cú búng tay ngoạn mục của Tổng thống Putin thu về cho nước Nga hàng tỷ đô. Các bạn thân mến, bên cạnh cuộc xung đột vũ trang mà thiệt hại lớn nhất là về nhân mạng trên chiến trường, thì cuộc chiến trên mặt trận kinh tế giữa Nga và phương Tây cũng khốc liệt không kém. Thậm chí, nó còn gây hậu quả khôn lường về sau này. Mỹ và châu Âu đã bị bịt mắt bởi dự án gây bất ổn cho Nga nhân danh chính nghĩa. Họ sẵn sàng hy sinh nhiều lợi ích cốt lõi chỉ để làm sụp đổ cỗ máy kinh tế khổng lồ của người Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin thì không nghĩ như vậy. Ông ấy đang tận hưởng sự bùng nổ của dầu mỏ và kiếm được hàng tỷ đô từ việc bán nhiên liệu, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và hiện tượng các công ty năng lượng khổng lồ như Shell và BP của Anh rút khỏi thị trường. Điều này đã được truyền thông phương Tây nhiều lần xác nhận. Có vẻ là ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đang vững vàng chống lại áp lực trừng phạt của phương Tây bởi sản xuất khai thác của nước này phục hồi. Việc các công ty châu Âu và Mỹ ra đi đã không phải là đòn giáng vào ngành công nghiệp. Ngược lại, số lượng giếng đã tăng 7% trong năm và khối lượng khai thác dầu đã nhanh chóng trở lại chỉ số bình thường. Nga đã có thể bảo toàn phần lớn năng lực, tài sản và công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ dầu mỏ. Mùa hè năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh quan trọng. Theo đó, nhà điều hành dự án Sakhalin 2, Sakhalin Energy, tức là liên doanh giữa Gazprom, Shell, Mitsu và Mitsubishi, được thay thế bằng một pháp nhân mới của Nga, có khoản tài sản của công ty được chuyển sang sở hữu nhà nước. Như ghi nhận của Financial Times, quyết định như vậy là cú búng mũi đối với các nhà sản xuất nhiên liệu từ các nước không thân thiện đang cố gắng bán tài sản của họ một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. EU bất đồng vì gói trừng phạt mới, còn Nga đã tìm đường máu vượt 9 vòng trừng phạt trước như thế nào? Chúng ta biết rằng ngày 24 tháng 2 năm 2023 là tròn một năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đối tác G7 sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp công nghệ cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga và các thiết bị công nghệ cao. Trong khi đó, gói trừng phạt thứ 10 của Liên minh châu Âu dự kiến ban hành vào ngày 24 tháng 2 sẽ hạn chế thương mại trị giá 11 tỷ euro, tức là 11,7 tỷ đô. Gói trừng phạt mới sẽ bao gồm các hạn chế đối với việc xuất khẩu các linh kiện điện tử mà Nga sử dụng cho nhu cầu quân sự, chẳng hạn như máy bay không người lái, tên lửa, trực thăng. Biện pháp trừng phạt mới cũng đưa thêm khoảng 100 cá nhân và thực thể của Nga vào danh sách đóng băng tài khoản và hạn chế thị thực. Kế hoạch cho gói trừng phạt thứ 10 đã được Ủy ban châu Âu soạn thảo trong suốt tháng 2. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm gây bất đồng trong các nước thành viên. Một trong những lý do cơ bản nhất là Moscow hiện sở hữu một trong những hệ thống thanh toán phát triển nhất thế giới, cả về trải nghiệm khách hàng và cơ sở hạ tầng. Theo một nghiên cứu của công ty tư vấn Jacob và Partner, Liên bang Nga là một trong 11% các quốc gia trên toàn cầu đã có tất cả các thành phần của một hệ thống thanh toán quốc gia hiện đại. Các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đã kích thích sự phát triển của thẻ nhựa, hệ thống thanh toán nhanh, thanh toán không tiếp xúc và các công nghệ hiện đại khác trong nền kinh tế Nga. Việc áp dụng thí điểm đồng rúp kỹ thuật số được Ngân hàng Trung ương Nga hứa hẹn sẽ bổ sung vào danh sách các công cụ thanh toán trong thời gian tới. Không giống như các loại tiền ảo Bitcoin, đồng rúp kỹ thuật số được dự đoán là có rủi ro tối thiểu. Về cơ bản, nó sẽ được phát hành bởi cơ quan quản lý tiền tệ nhà nước và được đảm bảo bởi tiền truyền thống. Mô hình đầu tiên trong số 2 mô hình mà Ngân hàng Trung ương Nga đang khai phá để xuất khẩu đồng rúp kỹ thuật số cho thấy, các nền kinh tế tham gia vào thỏa thuận song phương để cùng tích hợp vào hệ thống tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương tương ứng. Mô hình thứ hai sẽ tạo ra một nền tảng siêu quốc gia duy nhất với một giao thức và tiêu chuẩn chung. Dẫn đầu thế giới về các phương tiện thực hiện thanh toán. Báo độc lập của Nga số ra mới đây đã có bài viết nhận định, Nga đang là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về các phương tiện kỹ thuật thực hiện thanh toán. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt ở Nga năm 2022 đạt mức kỷ lục là 78%, trong khi vào năm 2014, con số này chỉ khoảng 26%. Trong số 75 nền kinh tế lớn nhất được nghiên cứu, 22 quốc gia đã phát triển hệ thống thanh toán của riêng mình, bao gồm cả Nga với hệ thống thẻ Mir và việc ra mắt hệ thống thanh toán tức thời quốc gia. Việc có được hệ thống thanh toán riêng đã giúp nước Nga làm suy yếu một phần tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt tới từ phương Tây. Chính sự tồn tại của hệ thống thẻ thanh toán quốc gia đã giúp đảm bảo sự ổn định của các khoản thanh toán nội bộ giống như SITAP ở Iran, BizNet ở Philippines và UnionPay ở Trung Quốc đã vận hành các hệ thống thanh toán tự trị của các quốc gia này trong nhiều năm.
Dự kiến, Ngân hàng Trung ương Nga sắp tới sẽ tung ra thêm một phương tiện thanh toán hiện đại khác, đó là đồng rúp kỹ thuật số. Như các chuyên gia giải thích, đây sẽ là hình thức thanh toán thứ 3 của đồng rúp, sau tiền giấy và phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Sau nhiều thảo luận, cơ quan quản lý của Nga đã đi đến những chi tiết cụ thể. Kể từ cuối tháng 1 năm 2022, Duma Quốc gia đã thảo luận về một gói tài liệu nhằm đưa đồng rúp kỹ thuật số vào vòng quản lý bằng luật pháp. Văn phòng của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabilina dự kiến sẽ đưa ra phương án thanh toán sử dụng đồng rúp kỹ thuật số đầu tiên vào đầu tháng 4 năm 2023. Một trong những đối tượng được hưởng lợi chính từ việc áp dụng đồng rúp kỹ thuật số là Ngân hàng Trung ương Nga. Ngân hàng sẽ có cơ hội thực hiện chính sách tiền tệ hiệu lực và hiệu quả hơn, phát hành tiền kỹ thuật số nhanh hơn và rẻ hơn, đồng thời tăng cường kiểm soát việc sử dụng các quỹ ngân sách và tăng tính minh bạch của các giao dịch tài chính. Đối với doanh nghiệp và người dân, họ sẽ rất thuận tiện khi sử dụng một ví kỹ thuật số duy nhất thông qua ứng dụng của bất kỳ ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính nào khác. Đồng thời, giải pháp thay thế mới cho đồng rúp thông thường còn được xây dựng để có thể sử dụng ngoại tuyến, tức là không cần truy cập Internet. Mở đường vượt các lệnh trừng phạt. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga Elvira Nabilina cho biết, ngân hàng này sẽ tích cực thúc đẩy khả năng thanh toán xuyên quốc gia bằng cách sử dụng đồng rúp kỹ thuật số. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, chiến lược đồng rúp kỹ thuật số hiện tại chưa hoàn toàn rõ ràng và các khoản thanh toán xuyên quốc gia có thể cần thêm một số công cụ khác ngoài đồng rúp kỹ thuật số mới. Theo bà Elena Sidorenko, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Tài chính và Kinh tế Kỹ thuật số tại Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow cũng cần trả lời rõ ràng câu hỏi. Đồng rúp kỹ thuật số được lên kế hoạch tích hợp vào hệ thống hoạt động kinh tế đối ngoại như thế nào? Đó là những vấn đề mà Ngân hàng Trung ương Nga phải làm rõ cho các doanh nghiệp và lựa chọn chiến lược phát triển trong bối cảnh triển khai rộng rãi đồng rúp kỹ thuật số. Tuy nhiên, bà Sidorenko tin tưởng, đồng rúp kỹ thuật số sẽ mang lại cơ hội lớn trong thanh toán quốc tế để kinh tế Nga vượt qua các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Đồng rúp kỹ thuật số tích hợp một số tính năng chính thức giúp thực hiện hoạt động kinh tế đối ngoại bất chấp các lệnh trừng phạt. Đầu tiên là bảo vệ chính sách tiền tệ của nhà nước Nga. Một đồng tiền kỹ thuật số sẽ đảm bảo đầy đủ chủ quyền theo nghĩa này. Ngoài ra, công cụ này cũng có khả năng tạo ra một hệ thống tương đối khép kín đối với bên ngoài về mặt đánh giá và xác minh giao dịch. Hiện tại, nhiều đối tác buộc phải từ chối hợp tác với Nga vì lo ngại khả năng vi phạm các biện pháp trừng phạt do Mỹ và phương Tây đề ra. Nhưng khi thực hiện các thanh toán bằng đồng rúp kỹ thuật số, các đối tác của Nga sẽ có cơ hội giữ bí mật về hợp tác trước những kẻ không thân thiện và thực hiện các thanh toán cần thiết. Theo đó, Liên bang Nga nên chọn đồng rúp kỹ thuật số từ quan điểm chiến lược làm loại tiền tệ cho hoạt động kinh tế đối ngoại. Nếu chúng ta thấy bất kỳ khoản thanh toán nào thông qua các ngân hàng trung ương mà sử dụng công nghệ mới, thì đó sẽ không còn là đồng rúp kỹ thuật số nữa, mà là một loại tiền tệ mới được đảm bảo bởi một tài sản, sẽ được các đối tác của Nga chấp nhận khi tiến hành thanh toán nhập khẩu. Giả sử đó có thể là một stablecoin, nghĩa là đồng tiền điện tử mà giá trị của nó được gắn với một loại tài sản tham chiếu, được đảm bảo bằng vàng hoặc một tài sản có tính thanh khoản cao khác. Công nghệ sẽ được thử nghiệm tại Ngân hàng Trung ương và trong tương lai cũng có thể được sử dụng cho các khoản thanh toán quốc tế, nhưng nó sẽ không còn là đồng rúp kỹ thuật số được đề cập trong các tài liệu hiện tại của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về thị trường tài chính Anatoly Asakov mới đây cho biết, sau chuyến thăm làm việc gần đây của một phái đoàn Nga đến Iran, một đồng stablecoin được đảm bảo bằng vàng có khả năng sẽ được sử dụng trong các thanh toán xuất khẩu giữa Nga và Iran. Họ cho rằng, việc hình thành hệ thống đồng rúp kỹ thuật số và phát triển hợp tác trong việc tạo ra các phương tiện thanh toán kỹ thuật số quốc tế có thể phát triển song song với nhau và được kết nối với nhau. Rộng hơn, bà Elena Sidorenko tin tưởng, không có gì ngăn cản Liên bang Nga tham gia phát triển một đơn vị thanh toán thống nhất trong khuôn khổ khối nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Trên thực tế, ý tưởng này đã được đưa ra trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa nhận được sự phát triển thích hợp. Nhưng này sẽ khác, điều rất quan trọng đối với các quốc gia là xác định chính sách thanh toán nội khối của họ. Liệu họ có sẵn sàng chuyển một phần quyền hạn của mình sang một loại tiền tệ sẽ được coi là một đơn vị thanh toán hay không? Trong năm 2022, sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã trở thành quốc gia giữ kỷ lục thế giới về số lượng lệnh trừng phạt chống lại nước này, vượt qua Iran, Triều Tiên và Venezuela. Trong một cuộc họp mới đây, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận, Nga đang chịu áp lực từ vô số lệnh trừng phạt mà các quốc gia không thân thiện áp đặt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh,
Nga đang đối phó với những biện pháp trừng phạt này một cách hiệu quả. Họ vượt qua toàn bộ những lệnh trừng phạt với một cái đầu lạnh. Trong động thái đáp trả, Duma Quốc gia, tức là Hạ viện Nga, vừa thông qua dự luật chấm dứt quy chế của Hội đồng châu Âu tại Nga và rút khỏi 21 thỏa thuận quốc tế với hội đồng này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố, Moscow sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế các quyền của Nga trong các công ước còn lại của Hội đồng châu Âu và thậm chí từ bỏ tham gia các công ước này. Trong trường hợp cần thiết, nước này sẽ có hành động đáp trả nếu EU quyết định tịch thu tài sản của Nga và chuyển cho phía Ukraine. Ngay từ khi nổ ra vào tháng 2 năm 2022, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã được ví như một cơn địa chấn địa chính trị làm rung chuyển thế giới. Ở thời điểm hiện tại, cuộc xung đột vẫn chưa biết đến bao giờ kết thúc, song thế giới đã trải qua nhiều đổi thay. Cuộc xung đột giờ không còn là vấn đề mang tính cục bộ mà đã nhanh chóng được đẩy lên phạm vi toàn cầu khi ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống con người, từ chính trị, quân sự cho tới an ninh, kinh tế, ngoại giao. Đối với Nga và Ukraine, dù cuộc chiến có kết thúc như thế nào đi nữa thì cũng sẽ để lại những tổn thất cho cả đôi bên. Tuy nhiên, bên cạnh những tổn thất có thể đo đếm được, chiến tranh luôn để lại những vết sẹo vô hình. Đó là những ám ảnh về tâm lý, những mất mát không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Ngay cả khi cuộc xung đột đang tiềm ẩn nhiều yếu tố khó đoán, thì có một thực tế chắc chắn rằng cả Nga, Ukraine và cộng đồng thế giới đều không mong muốn cuộc chiến này kéo dài vô tận. Đó cũng chính là thông điệp mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh, sẵn sàng hỗ trợ các bên chấm dứt xung đột trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!